Kính chào quý vị và các bạn. Có một câu nói khá viral trong giới sinh viên, đặc biệt là sinh viên luật, ai ai cũng biết câu đó. Đó là câu động đất là đai. Nói ra để thấy rằng cái môn đất đai này nó thật sự khá là khó nhằn, kể cả khi bạn đã đi làm và có kinh nghiệm rồi. Nói đến pháp lý về đất đai thì nó rộng vô vàn. Và hôm nay Thư viện Pháp luật chúng tôi xin được chia sẻ về chủ đề liên quan đến các loại giấy tờ pháp lý về đất đai, nhà cửa. Và với video này chúng ta sẽ cùng đề cập đến việc phân loại các giấy tờ từ sổ hồng, sổ đỏ, vân vân. Và tại sao lại gọi là sổ hồng, sổ đỏ nhé? Nói đến giấy tờ nhà đất thì chắc ai cũng thường hay nghe tới sổ hồng, sổ đỏ. Tuy nhiên trên thực tế thì cũng có nhiều loại sổ khác nữa, tùy theo thời gian và sự thay đổi của pháp luật. Ở đây tôi sẽ giới thiệu tới mọi người về 5 loại sổ cơ bản. Đó là sổ xanh, sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng và mẫu sổ mới hiện nay đang được cấp. Tất nhiên là việc gọi những cái tên như vậy chỉ là cách gọi thông thường của mọi người mà thôi. Mỗi loại sổ sẽ có một tên gọi pháp lý khác nhau và chúng ta sẽ cùng phân biệt nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ phân biệt các loại sổ thông qua màu sắc của chúng. Người ta gọi là sổ xanh vì bề ngoài của sổ có màu xanh dương, như các bạn thấy trên màn hình. Sổ trắng là do các giấy tờ có màu trắng. Sổ đỏ thì là do bề ngoài của sổ có màu đỏ. Và gọi là sổ hồng vì bề ngoài sổ có màu hồng nhạt. Và tương tự, mẫu sổ đang được cấp hiện nay có màu hồng đậm nên có người gọi là sổ hồng mới, hay đơn giản là sổ hồng. Thì để dễ phân biệt, trong video này tôi sẽ gọi nó là mẫu sổ mới nha. Sau đây thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng loại sổ. Đầu tiên là sổ xanh. Sổ xanh có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lâm nghiệp. Loại sổ này là loại sổ có thời hạn và do lâm trường cấp cho người dân để quản lý, khai thác và trồng rừng. Lâm trường sẽ thu hồi trong trường hợp địa phương đó chưa có chính sách giao đất lại cho người dân. Tiếp theo là sổ trắng. Cho đến nay thì chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể rằng sổ trắng là một trong những loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 của luật đất đai 2003. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng pháp luật thì để bảo vệ quyền lợi cho người dân thì nhiều địa phương đã xem sổ trắng là một trong những loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 luật đất đai 2003. Ví dụ như là văn tự đoạn mại bất động sản, bằng khoán điện thổ, văn tự mua bán nhà ở mà mọi người thấy trên màn hình. Tiếp theo là sổ đỏ. Sổ đỏ có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như trên màn hình mọi người thấy, bìa của giấy chứng nhận này thì có màu đỏ. Sổ đỏ được cấp căn cứ theo Nghị định 64 năm 1993 và Thông tư 346 năm 1998 của Tổng cục Địa chính, được sử dụng cho nhiều loại đất, cụ thể là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất ở thuộc khu vực nông thôn, đất chuyên dùng các loại. Các thửa đất có công trình nhưng không phải là nhà ở, thửa đất ở chưa có nhà hoặc nhà tạm thuộc nội thành phố, nội thị xã, thị trấn. Trong thực tế thì chúng ta có thể gặp hai loại sổ đỏ như sau. Mẫu thứ nhất là mẫu mà chỉ có đất mà thôi. Mẫu thứ hai là có cả đất và tài sản gắn liền với đất được cập nhật vào sổ đỏ. Như tôi đã nói thì với đặc điểm là gắn liền với đất nông nghiệp, lâm nghiệp nên đa số sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình theo mẫu thứ nhất. Nhân đây thì tôi cũng nói thêm là chúng ta cần phải phân biệt được sổ cấp cho hộ gia đình và sổ cấp cho cá nhân là khác nhau. Đối với sổ cấp cho hộ gia đình trước đây mà chỉ ghi tên chủ hộ thì tất cả các thành viên của hộ gia đình có tên trên sổ hộ khẩu tại thời điểm cấp sổ sẽ có chung quyền sở hữu. Con cái sinh sau thời điểm cấp sổ thì sẽ không có quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi thực hiện các quyền chuyển nhượng thì bắt buộc phải có sự đồng ý của những thành viên có chung quyền sở hữu. Còn đối với sổ cấp cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân thì chỉ những cá nhân có tên trên sổ mới có quyền sử dụng đất, trừ trường hợp là quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng nhưng chỉ có vợ hoặc chồng đứng tên. Đối với sổ đỏ thì thẩm quyền cấp được quy định như sau. Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ký duyệt để cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và làm nhà thuộc khu vực nông thôn. Còn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ký duyệt để cấp sổ đỏ cho các chủ sử dụng đất là các tổ chức trong nước được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào các mục đích, các tổ chức cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam và hộ gia đình và cá nhân sử dụng các loại đất thuộc nội thành phố, nội thị xã, thị trấn hoặc đất chuyên dùng thuộc khu vực nông thôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua một loại sổ mới, đó là sổ hồng cũ. Sổ hồng cũ có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Sổ hồng cũ cũng được quy định nhiều mẫu khác nhau ở từng giai đoạn. Mẫu thứ nhất là mẫu được cấp theo Nghị định 60 năm 1994 và được cấp cho đất ở tại khu vực đô thị.
Trên giấy chứng nhận sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về chủ sở hữu nhà ở, đất ở và thực trạng của nhà ở, đất ở. Còn mẫu thứ hai là mẫu được cấp theo Điều 44, Nghị định 90 năm 2006 sau khi Luật Nhà ở 2005 ra đời và sẽ cấp cho trường hợp chủ sở hữu nhà ở, đồng thời là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư. Và cuối cùng là sổ mẫu mới. Sổ mẫu mới có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thì để thống nhất trong việc quản lý cấp giấy chứng nhận thì Chính phủ đã ban hành Nghị định 88 năm 2009 và sau đó thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có ban hành Thông tư 17 năm 2009. Theo đó thì từ ngày 10 tháng 12 năm 2009 thì người sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận mẫu mới. Vì đây là mẫu giấy đang được cấp hiện nay nên chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu loại giấy này nha. Sổ mẫu mới có thể chứng nhận các nội dung sau đây cho mọi đối tượng đủ điều kiện. Thứ nhất là chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ hai là chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Tiếp theo là chứng nhận quyền sử dụng công trình xây dựng. Và cuối cùng là chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng. Ở thời điểm hiện tại thì thẩm quyền cấp sổ mới này được quy định theo hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai. Và nhóm thứ hai là đối với địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai, thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp sổ mẫu mới đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản đã từng được cấp các loại giấy tờ trước đây như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi họ thực hiện các quyền của chủ sở hữu dẫn đến phải cấp mới giấy chứng nhận hoặc là khi đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận. Thì tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng này và được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thì vài ngày gần đây, nếu theo dõi báo chí thì có lẽ mọi người cũng biết được các thông tin như là người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được ký cấp sổ đỏ, sổ hồng trong vòng 24 giờ. Hiện tại thì tôi cũng chưa được tiếp cận với văn bản quy định về những nội dung này. Nhưng theo những gì mà báo chí cung cấp thì chúng ta có thể hiểu thông tin đó như sau. Theo quy định chung của cả nước thì trước đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng đã nêu. Tức là Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố ký tên cấp sổ và sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, theo quy định mới này áp dụng cho 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận đối với những trường hợp đã nêu. Khi đó thì giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ ký tên cấp sổ, sau đó sẽ chuyển về Văn phòng Đăng ký Đất đai đóng dấu và thời gian thực hiện là trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ, xác nhận danh sách, đóng dấu và cập nhật chuyển hồ sơ trả về chi nhánh để trả cho người dân. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với thẩm quyền cấp sổ mới nhé. Thứ hai là Văn phòng Đăng ký Đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai sẽ thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp. Ví dụ, bạn được cấp sổ đỏ ở thời điểm chỉ có đất, sau này bạn có nhà ở trên đất hoặc các công trình khác trên đất thì thực hiện cập nhật nhà và tài sản khác vào sổ. Khi đó thì thẩm quyền sẽ thuộc về Văn phòng Đăng ký Đất đai hoặc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai. Thứ ba, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ cấp sổ cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Còn đối với địa phương chưa có Văn phòng Đăng ký Đất đai thì được quy định như sau. Thứ nhất là Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ hai là Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp sổ cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Như vậy thì tôi đã trình bày xong một số đặc điểm để phân biệt được 5 loại sổ cơ bản mà mọi người có thể bắt gặp trong thực tế. Và ở video tiếp theo, cũng cùng chủ đề liên quan đến giấy tờ nhà đất, thì tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về điều kiện để được cấp sổ là như thế nào.